Rồi chào các bạn nữa nha. Hôm nay mình với hai ông anh đi săn nữa nha các bạn. Đợi đi dài dài qua nó vườn dừa hỏi bắn chuột đó. Cái mình hôm qua mình đi ra mình thấy cò ngủ rất là nhiều các bạn. Rồi bữa nay mình đi sớm đi trước, mình đi săn vòng vòng nha các bạn. Hai ông anh mình đi trước rồi. Rồi có cò rồi mình quay cho các bạn coi nha. Quay dùm khi bắn quay cận cảnh không được á. Các bạn thông cảm nha. Rồi ông anh đi trước thì dài dài trước công kiếm gì cũng bắn nha các bạn. Rồi đi dài tới các bạn ơi. Ông anh mình ông thấy con gắn bệnh các bạn ơi. Ông anh mình ông thấy con gắn ông bắn gắn bệnh á. Bắn nó dài dài dưới nó đi, bắn nó dài dưới nó đi. Bự không? Bắn dài dưới nó đi, bắn dài chết chết đi. chúng như trường sống này chúng ở đâu mà nó không bò được hả? Nghe đậu luôn hả? Bò nó viên đi gần lên gần bò nó viên đi gặp bò viên đi lại coi thử gắn bự hơn các bạn. Trời ơi trời gắn luôn. Chụp lại chụp đậu lại đi chụp đậu lại đi chụp đậu lại đi lại coi lại coi. Trời ơi ông anh mình bắn chết gắn mà các bạn ơi. Đấy nè. Trời gắn không ngựa hay gì các bạn. Quá ơi. Khủng rồi, thằng khủng. Quá trời bự luôn các bạn ơi, quay nó dài ra nè, quay coi. Trời ơi cái này nó dài nè các bạn ơi. Đụng đất luôn trời. Sao sao đâu thấy à nó bỏ ra đâu bò ra với nước bò lên hay bò đâu hả? Đó bên đó chạy qua kìa. Ôi là trời gắn bự các bạn ơi. Như có ăn gì mà ơi. Gì? Có ăn gì á. Ăn gì? Mỡ không biết. Mỡ nó chứ hay gì chứ. Bóp cá bóp chắc nghe cái đầu nó nghe. Bắn viên ra đâu à? Bắn viên đầu ngay đâu à? Nè. Ngay sống bò không được luôn à. Nghĩ sống. Ơi, bắn ngay chân sống bạn ơi, cái đầu viên đầu mà bao nhiêu nó bò không được phải rồi. Bước sau ngay đầu ngay cổ giùm lum chứ. Ô trời ông bắn trời gắn mà ông bắn trúng luôn trời. Quá dữ các bạn ơi. Ok rồi thì bữa nay mình có gắn rồi các bạn. Thì ông anh mình bắn quá dữ. Rồi đi đi dài dài vô các bạn. Hồi mình bắn cò không có cò thì mình làm món gắn luôn nghe các bạn. Để chưa biết làm cái gì nữa, để nữa vô coi các bạn ơi. Ôi trời mới ra các bạn ơi, hên quá rồi. Rồi đi dài dài bắn cò các bạn ơi. Mấy anh em mình vô vườn cò nghe các bạn. Vườn dừa hấm gà chuột nè. Cò trắng bay các bạn ơi, nè anh mình xử cò xám luôn nghe các bạn. Cò bở luôn. Học rồi các bạn ơi, bay rồi. Ông anh mình thấy còn lép mà ông lội với mương bắn ngay các bạn. Kìa ông đang với mương kìa đó 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 đó. Rồi. Rồi bốc rồi đó, rồi lụm rồi đó. Rồi lụm rồi. Ông anh mình hạ còn lép các bạn ơi. Mà nãy giờ bắn cầu kia nó nhát quá trời, nhát bắn được rồi ông lội bảnh kìa. Ở trên đó. Anh Tư, anh Tư. Kìa nó thẳng vô đó đó, đó nằm dưới đó. Nè, giăng con tay chỉ nè. Ừ. Ừ lụm. Hai bắn tịch kia giờ bốc cái vậy. Rồi rồi rồi. Rồi có rồi các bạn ơi, kìa kìa, nó dính rồi kìa, dính rồi. Đó rồi rồi. Anh Tư. Cái này nãy, tầm gì? Hả? Tầm ngang đó. Cái này theo tầm gì? Không có, tầm ngang dĩa ngang hơi lên rồi. Rồi đem về đi anh Tư. Rồi. Không bắn ghê trời, bắn cái bốc cái ngã ngang luôn. Thì nó khéo hơn. Nãy 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 anh bắn cò thứ gì hay vậy anh Tư? Nè. Rồi ổng đem qua nha các bạn ơi. Tới chỗ nè. Ồ ổng bắn cái chỗ ngang luôn trời ăn. Ừ rồi đi thôi tiếp các bạn ơi, cuối cùng được cường con rồi, dài vô các bạn ơi, chỗ luôn ngang luôn là này vô mình làm. Rồi trên đường vô mấy anh em mình gặp bụi măng nha các bạn, của ông chú nè. Của ông chú. Rồi anh ông anh ông bẻ luôn các bạn, bẻ vô mình hầm hầm gắn cò ăn luôn. Tiếp đi tiếp. Ô vậy này nó đâu ngon đâu. Té các bạn. Cái này nhưng mà anh té ăn cái lăn cù trời. Ồ vậy gãy ngang này đi ăn nó đâu ngon đâu. Được. Hả? Đừng để rắc. Được đừng để rắc. Đắng. Là trời té trời trời khúc dưới ngon anh Tư ơi. Khúc dưới á. Khúc dưới ngon trời. Rồi vô các bạn ơi.
tối các bạn ơi, mấy anh em mình tính vô mà gặp cỏ đáp xuống quay lại bắn nha bạn. Mấy con lép á. Loại xong luôn các bạn ơi. Em luôn luôn. Ướt quần luôn. Hồi lại tới con cò quay các bạn. Ông anh vừa chuẩn bị bắn cò lép các bạn. Đang giữ lông trên đó kìa. Trời ơi. Lại luôn. Bay rồi bạn ơi. Ôi. Đấy, còn dài dài trong kia nhóc hết trơn luôn các bạn ơi. Để bữa nào mình qua đây mình săn đêm đi ha. Còn trên đen con nữa. Rồi ông anh mình thấy con lép nữa các bạn, ở trên đó nữa đó. Gắn được ngày hốt xương nữa cái ơi. Lấm mày. Lấm rồi bạn ơi. Đen nè. Chết các bạn ơi, cũng chết hai con rồi. Hai ba con rồi. Cái gì? Chết rồi, còn rớt xuống. Trời ơi. Mày thua luôn. Đâu? Chụp á. Ừ. Đâu đưa ơi. Còn lép các bạn ơi. Không thấy đâu. Lìa giò luôn. Rồi này, để tao lội dài dài ra nè. Để bữa nào đi, bữa nào đi. Ừ, để nào bữa nay mình bắn giấc tối đi nha. Nó còn nhiều lắm các bạn ơi, bữa nào mình qua đây săn đêm mình quay cho các bạn coi cái lần nữa nha. Rồi giờ vô các bạn ơi, con kia. Ây da. Mổ trời. Trời mổ vô mặt, mẹ. Đấy hồi con kia mình caramel. Kìa. Đấy hồi caramel nó lụm con kia các bạn ơi. Kêu nó vô lụm đi. Rồi, đó thấy không? Bạn kiếm đường đi mới được. Kìa. Caramel nó vô lụm nha các bạn. Quá trời giấc này nó bay về các bạn ơi. Đấy hồi con kia caramel vô lụm rồi mình kêu nó đem ra luôn các bạn. Hai ba con vậy á. Đang đường vô ông anh mình thấy con nữa nha các bạn. Ê, chuẩn bị bay nhóm bay. Trời ơi hụt các bạn ơi, bằng đêm khó bắn quá. Không có đèn gọi nha các bạn, cái này điện thoại không à. Rồi. Rồi rớt đâu rồi? Rớt đâu rồi? Hả? Rớt không? Rớt rồi. Rớt chạy quánh lụm nó ha. Hay cái móc cái nó sạc xuống rớt xuống đây nè. Nhớ kỹ chỗ nào không? Nhớ kỹ chỗ nào á. Rồi mình qua tới bạn ơi, kìa nó đứng kìa. Chụp mấy đi. Rồi. Đưa đây. Nè. Ơi ừ, đây sao sống nổ không nổ ơi. Đâu. Nè. Ờ. Kìa. Ngoài nhóc chân nữa kìa. Đi ra. Vô. Rồi vô nè. Rồi caramel nó kêu ngoài các bạn ơi. Lụm đâu hai ba con bắn đó. Tối rồi bạn ơi, vô nha. Bữa nào mình đi săn đêm bữa đó. Nè ông anh bắn gứt hai ba con bên kia, caramel nó vô lụm nha các bạn. Bên kia á. Phía bên mé tường bên kia. Dạ vô các bạn ơi. Đang vô. Tối rồi. Rồi, caramel. Bắt gì ông nội? Ừ. Bắn đó, bắn xuống hạ đó. Caramel bắn được mấy con. Ủa, bắn lụm được mấy con nữa các bạn ơi. Nãy nè. Bắn nè. Bắn không chết lụm nè. Nãy gì vậy? Bắn hả? Bắn không à. Cái đâu có ấy đâu. Nè. Đi. Rồi, dạ vô các bạn ơi. 4-5 con vậy. 5 con các bạn ơi. Im rồi. Tính đâu không có mà. Tối nó bay về quá trời các bạn. Còn lép không à. Ơ cái con kia nó bay lên rồi. Dạ vô các bạn ơi. Con cò đen á. Ừ. Đúng rồi đó. Đúng không? Nên có đâu, cò đen bự lắm nó bay đi rồi. Nó bay luôn. Chứ đừng vô gặp con này quay luôn nha các bạn. Con gì nó kêu quá là ngộn à. Kêu cái ơi. Ồ, nghe lời quá. Rồi vô các bạn ơi, tha mày đó. Vô tới nhà các bạn ơi.
thành quả mấy anh em mình thiếu quá trời, không ngàn được rồi. Mình chắc này cũng tối rồi, mày có gì để mình mời mình sẽ làm món ăn nha các bạn. Rồi giờ mình vô đi bạn ơi, gắn hồi chiều mấy anh em mình bắt nha các bạn, mình mặn gắn ăn trước nha các bạn, rồi mấy con cò mình để mặn mình để đi, rồi để bữa nào mình sẽ làm món ăn sau nha các bạn. Cái này cũng tối rồi, mặn nó nữa tới hù rồi. Giờ mình có con gắn rồi, mình mặn gắn mình ăn trước nha. Gắn mình hầm đủ nha các bạn, đây đủ nè, đủ phộng nè, xả nha các bạn, gắn mình xào cho nó săn lại nè. Rồi hồi mình đem đi mình hầm rồi mình quay nha các bạn, hầm nước dừa nha các bạn, dừa chắc chắc là ngon á. Rồi cái nồi gắn mình để đậu phộng với phộng rồi vô thôi, chưa để đậu đủ nha các bạn, hồi chín hay gần đèn chín để đậu đủ luôn các bạn. Giờ mình gắt là ngon nha các bạn, gắn hầm đậu đủ, đừng có ấy nè em cho nó sôi thôi. Gắn có trứng nha các bạn, chiều mình mặn ra trứng đâu mười mấy trứng rồi vậy, đây nè quá trời trứng luôn các bạn ơi, trứng này ăn ngon thứ gì chịu nổi nha các bạn. Rồi các bạn ơi, nồi gắn mình chín nè các bạn ơi, đây mình bỏ đủ với củ cải đồ vô nha các bạn, rồi bỏ vô chút xíu nữa là mình nhắc xuống mình thưởng thức đưa nha các bạn. Gắn hầm đủ rất là ngon các bạn ơi, gắn gắn hũ ngựa có trứng luôn nha các bạn, trứng ăn chắc rất là ngon á. Rồi vậy thôi mình nhắc xuống nha các bạn, rồi mấy anh em mình thưởng thức nha các bạn. Rồi ăn đi, ăn bình thường đi. Nước này mình ăn thử coi các bạn, ăn thử trứng coi. Ngon không anh Tư? Trứng này là ngon gì, trứng gắn hũ ngựa này mình để ăn cái. Lên nhất là tôi, nhất là tôi. Thử miếng coi, nhóc có chơi nào còn nồi trống nữa kìa. Trứng này ăn còn gì không? Lên. Thổi béo. Cái gì vậy? Trứng này là trứng. Một xíu rồi. Cũng ngon trời. Mình với ông lắm lâu bây giờ mới được hưởng được mùi vị hồi đó. Đi làm với bà. Đi bắt con ngựa, như có bên châu á, bắt con ngựa chậu ngựa ăn chín. Giờ mới phải biết lâu bây giờ mới có. Quá là ngon các bạn ơi. Ngon gì? Thiếu bia nha các bạn. Nói chung đây là sáng đi làm rồi không uống bia. Chỉ ăn cơm thôi. Ông anh hồi chiều ông bắt dính gắn rồi ông không có ăn gắn, rồi ông không có qua luôn. Đó, ngon quá bạn ơi. Con trâu á. Trời có mới có à, không có chọn chén nè. Con trâu đó ba ông nuôi á. Lộc. Này nè, này đó bò chứ hai. Mình với Carmen nha bạn. Với ông anh. Ngồi ăn cơm rồi chơi chứ không có nhậu. Sáng gì làm. Còn ông anh kia theo ổ không ăn gắn không ở nhà luôn các bạn. Bắn được nãy bắn được mớ cò rồi để mặn để tủ lạnh nè. Để lạnh á ăn không ngon mà tối quá các bạn ơi. Tối quá à, thôi để lạnh đại đi, mơi mốt làm gì ăn. Bữa nào mình đi săn đêm mình qua chỗ nãy các bạn. Qua chỗ nãy mình quay bắn nha. Nó còi luôn bà ơi. Đúng chắc mình ta là cò có chất đó là chắc khô nước. Mày để tủ lạnh bữa thao mày ăn mới ngon. Phải không? Mày đúng. Mày mình hỏi hết trơn đi. Đồng đá gì? Vô đá. Đồng lên cục như đá luôn hay gì? Ừ. Đó là nó con cò nó ít nước mới bay được. Khi mình để đồng đá bữa sau gom nước vô ăn mình cò mới ngon. Chị mình để đi mời mình xử. Nhưng cái đó là gì đúng. Rồi ai. Vậy đó. Video mình kết thúc ở đây nha các bạn. Các bạn xem hay nhớ like và đăng ký ủng hộ giúp mình nha. Để mình kiếm tiền mỗi cam mình quay các bạn. Bắn chim, bắn cò đồ quay toàn quay điện thoại không. Tối tối gì không các bạn không thấy rõ à. Vậy thôi các bạn. Cảm ơn các bạn rất là nhiều luôn.